Chào mừng 500 anh em đã quay trở lại series phim Vượt Mọi Ác Thật Dễ Dàng của BB cùng Awa. Cái video ngày hôm nay của mình sẽ tiếp tục đi ạc 6 của game phần 2 Con Đường Tội Lỗi. Từ sau khi bạn đã giết chết Brutus ở phần trước, anh em sẽ đến cảnh tiếp theo, đó chính là The Resonator Gate. Ở trong cảnh này anh em lại sẽ có một sự lựa chọn rằng sẽ giết một con vị thần nhỏ tiếp theo để lấy điểm cộng cho bản chiêu. Điều này thì không cần thiết cho việc vượt ạc 6. Tuy nhiên là anh em có thể giết nó sao cũng được. Hãy đi theo lối mòn và tìm đến The Western Forest. Nếu như không, từ ngay chỗ quay voi, anh em ngó sang bên trái hoặc bên phải, nếu như nói chung là thích bên nào đi bên đó đi, sẽ bắt gặp được một cái sườn núi đi xuống. Đi sâu vào bên trong hẻm núi sẽ gặp được một cái đấu trường nhỏ, nơi mà anh em sẽ bắt gặp được Aberrat The Glow Vanguard, được đánh dấu là chữ A trên bản đồ hướng dẫn. Đây là cuộc chiến có hai giai đoạn, anh em nên có đủ 75% kháng lửa cũng như là tổng lượng máu hơn 1500 và cả giảm các thương vật lý nhận vào nếu như có. Ở trong giai đoạn 1, Aberrat có các chiêu thức như Melee Attack, tấn công cận chiến với các thương vật lý vừa phải, anh em không cần phải né tránh. Ôi mà thôi, né luôn đi cũng được. Deep Slam, Aberrat nhảy vào vị trí mà hắn chọn gây sát thương vật lý. Anh em chỉ cần lách nhẹ ra khỏi vị trí hiện tại của anh em đứng là né được rồi. Meteor of Fever, một vòng tròn màu đỏ sẽ xuất hiện xung quanh hắn khi hắn giơ tay lên không trung. Một thiên thạch sau đó sẽ rơi xuống mục tiêu mà hắn nhắm tới, tạo ra một vụ nổ liên tiếp gây sát thương lửa. Anh em hãy để ý khi nào mà hắn đưa tay lên, chỉ cần lách nhẹ sang bên trái hoặc lên bên phải là né được rồi. Enrage, ngọn lửa bốc lên bao trùm hắn, giảm sát thương nhận vào cho hắn và tạo ra các vùng nổ nhỏ với mỗi bước chân của hắn gây sát thương lửa. Anh em hãy cố gắng giữ khoảng cách với hắn càng xa càng tốt. Fireball, Aberrat sẽ tụ lại hai quả cầu ở hai tay và chưởng liên tiếp vào mục tiêu, rồi sau đó sẽ phóng ra một quả cầu lớn hơn từ miệng của hắn gây sát thương lửa. Tuy nhiên rằng chiêu thức này không quá khó để né. Summon Gold ở mức 75% và 25% máu, Aberrat sẽ gọi ra những con dê núi đi xuống từ hai bên của đấu trường. Những con dê núi này có hai loại, một là lính đánh cận chiến, hai là ném ra các quả cầu lửa. Khi những con dê núi này bị giết đi, chúng sẽ để lại một vòng tròn màu đỏ gây sát thương lửa theo thời gian, kéo dài suốt trận chiến luôn. Anh em hãy cố gắng giết hết chúng thật nhanh để tránh làm lộn xộn trận đấu. Ở mức 50% máu, Aberrat sẽ rời khỏi đấu trường đầu tiên. Bây giờ thì anh em sẽ phải rời khỏi đây và đi theo nó băng qua một hẻm núi nhỏ. Có những con dê núi được triệu tập sẵn ở đây và nhảy xuống. Hãy giết hết chúng đi hồi lại các bình. Hoặc nếu như bình anh em còn thì cứ bỏ qua luôn. Ở trong giai đoạn 2, Aberrat có một chiêu thức đã làm cho bao nhiêu anh em nằm xuống ở đây, đó là Meteor Call Down. Aberrat sẽ tạo ra một vòng tròn màu đỏ lớn xung quanh mình và gọi xuống khoảng 24 viên thiên thạch từ trên trời rơi xuống, rơi liên tục vào các vị trí được đánh dấu là vòng tròn màu cam đỏ nhỏ, bao phủ khoảng 1/3 của đấu trường, gây sát thương lửa khi đáp đất và có thể chồng lên nhau. Khi nhìn thấy nó, anh em hãy đi ngược lại hướng mà các thiên thạch rơi là sẽ né được cái chiêu thức này. Chỉ khác đúng chiêu thức này, các chiêu thức khác tương tự như ở giai đoạn 1. Sau khi anh em đã hạ gục được hắn và thoát khỏi đó, anh em đi đến lối mòn và tiến đến The Western Forest. Ở trong cảnh này chỉ có một con đường duy nhất, anh em cứ đi theo lối mòn, gặp một cái điểm nhớ lấy hay không cũng được. Sau đó sẽ tiếp tục đi, sẽ đến được The Riverway. Ở cảnh này cũng thế, anh em cứ đi tiếp theo lối mòn, băng qua các cây cầu gãy cho đến khi gặp được một cái điểm nhớ. Tại đây, anh em có một sự lựa chọn rằng sẽ đi giết một vị thần nhỏ khác nữa để lấy điểm cộng cho bản chiêu. Điều này thì cũng sẽ không cần thiết cho việc vượt ác 6 của mình. Anh em có thể hạ nó sau khi mà anh em đã mạnh hơn. Nếu không giết nó, anh em cứ tiếp tục băng qua các cây cầu gãy cho đến khi đến được cuối cùng quẹo phải, rồi đi tiếp xuống sẽ thấy được lối vào The Southern Forest. Hoặc nếu như anh em muốn hạ nó để lấy điểm cộng cho bản chiêu thì từ ngay điểm nhớ, anh em sẽ đi theo lối mòn vụn vỡ bên trái một chút sẽ thấy được lối vào The Wasteland. Ở bên trong The Wasteland này, anh em cứ rà theo cánh trái mà đi lên sẽ thấy được nơi ở của
Rise Lata The Puppet Message. Trong đây có các bãi độc rải rác rất là nguy hiểm cho anh em nếu như yếu kháng độc. Trước khi anh em chiến đấu được với vị thần này thì anh em sẽ tiêu diệt ba cái ổ của nó ở phía trước, nằm ở ba góc của khu vực, ba góc của cái đấu trường này á. Sau khi mà phá hủy xong ba cái ổ này thì Rise Lata sẽ dần trồi lên ở phía trên với các chiêu thức sau. Chaos Rage. Rise Lata sẽ ném ra 10 viên đạn màu xanh lá cây, các chất thương vật lý và độc, rồi để lại một vụ thoái hóa cho 4 giây. Anh em hãy cố gắng tránh các viên đạn cũng như là những bãi độc kia luôn. Chaos Rochester. Ata sẽ ném ra một viên đạn màu xanh lá cây vào mục tiêu và phát nổ nơi tiếp các chất thương vật lý và độc. Anh em hãy cứ di chuyển ra khỏi vị trí hiện tại của mình để tránh. Summon Insert. Rise Lata sẽ đẻ ra 6 quả trứng không thể nào bị phá hủy. Sau đó sẽ nổ tung, giải phóng một con côn trùng nhỏ để tấn công cận chiến vào anh em, nhưng mà hầu như nó đều vô hại. Đơn giản là anh em hãy giết hết chúng để hồi lại chiếc bình, sau đó rồi để chiến đấu tiếp với Ata. Sau khi Rise Lata đã chết, anh em hãy quay lại thị trấn để trả nhiệm vụ, rồi sau đó quay lại bằng điểm nhớ. Anh em cứ tiếp tục băng qua các cây cầu gãy cho đến khi đến được cuối cùng quẹo phải, rồi đi tiếp xuống sẽ thấy được lối vào The Southern Forest. Ở trong cảnh này, anh em cứ đi sang bên phải, băng qua các vùng đất được nối với nhau bằng những cây cầu gỗ, đến một mảnh lớn hơn. Anh em cứ rà theo cánh phải đi xuống sẽ gặp được một cái điểm nhớ cũng như là lối vào The Cavern of Anger. Vừa vào cảnh này anh em sẽ thấy ngay một cái rương nhỏ, mở nó ra và nhặt lấy The Black Flag. Tại đây có hai bố cục chính. Anh em ban đầu sẽ đi lên, sau đó rồi đi xuống bên phải. Nói chung là cứ đi xuống bên phải, đi đến cuối con đường luôn, sẽ dần dần thấy được lối vào The Beacon. Ở bên trong The Beacon, anh em cứ tiếp tục đi bên phải, dọc theo bờ biển mà đi lên sẽ thấy được một cái cầu đất dẫn đến nơi mà sẽ có một cái cây đèn báo hiệu. Tiếp tục đi lên, đi băng qua cái cầu đất đó, anh em sẽ gặp được một bộ cầu thang dẫn đến một cái đèn báo hiệu kia. Ở đây anh em sẽ bắt gặp được hai cây cột mà anh em sẽ phải hộ tống trước khi được sử dụng cái đèn kia. Chỉ cần đứng bên trong cái vòng màu vàng đi đến cuối con đường, sau đó nhấp vào công tắc đánh lửa và sau đó nhấp vào cây đèn để đốt cờ báo hiệu cho thuyền. Khi thuyền đã cập bến, anh em đi xuống cầu thang và nói chuyện với White Lam để đi thuyền đến The Viking Reef. Ở trong cảnh này, anh em sẽ đi sang bên trái của khu vực hoặc đi bên phải của khu vực. Nói chung là nó rất là lộn xộn, cái bố cục của nó rất là lộn xộn. Anh em cứ rà theo bờ biển mà đi. Đi riết là sẽ gặp được một cái căn phòng nơi mà anh em sẽ chiến đấu với chùm cuối của ai sáo này, đó chính là vị chính thần đầu tiên, The God of Ranking. Đối với cuộc chiến này, mình khuyến nghị rằng anh em nên có đủ kháng điện và kháng băng và có hơn 1800 tổng lượng máu cũng như là giảm sát thương vật lý nhận vào nếu như có. The God có các chiêu thức sau: Melee Attack, đây là những đòn đánh cận chiến gây sát thương vật lý không đáng kể, anh em nên di chuyển liên tục để tránh. Slam, Sogoth đưa cái càng của hắn lên và đập mạnh xuống đất tạo ra một làn sóng hình nón gây sát thương vật lý và diện rộng. Anh em hãy di chuyển sang trái hoặc sang phải để tránh và tránh luôn cả cái sóng hình nón kia. Cleave, Sogoth gồng lên phía trước và quét 180 độ gây sát thương vật lý và mềm nếu như chúng chiêu. Anh em hãy di chuyển ra xa hoặc ra phía sau Sogoth để tránh. Hydrous, Sogoth tạo ra một lá chắn xung quanh mình, giảm hẳn 80% sát thương nhận vào trong 5 giây và gây sát thương băng nếu như anh em tạm chặt chúng nó. Trong lúc này hắn còn tạo ra những con quái nhỏ, chủ yếu là để cho anh em hồi lại sát bình. Anh em hãy luôn luôn di chuyển và giữ khoảng cách đối với hắn. Lord Arena ở mức 75%, 50% và 25% máu. Sogoth dùng nước biển về hắn, tạo ra một hàng rào thủy triều và trở nên bất khả xâm phạm trong 8 giây. Cái hàng rào này tồn tại và gây sát thương băng theo thời gian nếu như anh em lỡ bước vào bên trong đấy. Trong lúc này còn có các chiêu thức đi cùng, đó là những quả cầu nước ngẫu nhiên sẽ bắn vào đấu trường và những tia sét giật từ trên trời đánh xuống, được đánh dấu là những vòng tròn mỏ màu xanh. Anh em hãy luôn luôn di chuyển để tránh những chiêu thức liên hồi này. Có thể thả một cái cổng để về thị trấn và quay trở lại, sau đó đợi cho các chiêu thức liên hồi này không còn nữa và tiếp tục chiến đấu với hắn. Rất là đơn giản để né cái chiêu này luôn. Anh em sẽ lặp lại các cái quá trình này cho đến khi giai đoạn cuối cùng ở mức 25% máu. Cái hàng rào thủy triều kia nó vẫn được triệu tập
những tia sét kia vẫn còn, nhưng mà những cái bóng nước đã biến mất. Sau khi đã giết chết Gerard the Ranking xong, Shin sẽ bay xuống ban phước cho bạn một sức mạnh của vị chính thần đầu tiên này. Sau đó anh em hãy nói chuyện với Weblam để đi đến H7. Chào mừng Castro đã quay trở lại thị trấn. Video của mình đến đây cũng là kết thúc. Cảm ơn 500 anh em đã bỏ thời gian quý báu của mình để xem hết video này. Nếu mà anh em thấy video của mình thật sự hữu ích thì đừng quên để lại một bình luận và cho mình một like, share, đăng ký kênh cũng như là nhấn vào cái chuông nhỏ kế bên để đón xem những video tiếp theo ngàn. Mình là Aqua 18cm. Xin chào thân ái và hẹn gặp lại. Bye bye. No! Fuck! I died! I made it though! Oh my god! Lại trở về với bãi biển.